cặp vợ chồng nhặt được 200 triệu đồng tìm người trả lại. Trong lúc đưa vợ đi làm, người đàn ông ở Đồng Tháp nhặt được 200 triệu đồng, sau đó mang đến nộp cho công an. Ngày 11 tháng 6, công an xã Tân Hữu Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tổ chức trao trả số tiền gần 200 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Bé Phương, 28 tuổi, ở xã Tân Hữu Cơ. Số tiền này được ông Hứa Tạc Trơ, 43 tuổi, ở địa phương nhặt ở gian đường khi đang trên đường đưa vợ đi làm. Ông Trơ nhanh chóng cùng vợ mang số tiền trên đến công an xã giao nộp, xác minh tìm chủ đã đánh mất để trả lại. Công an xã đã xác minh số tiền trên là của chị Phương. Sau khi rút tiền từ phòng giao dịch, chị Phương đã đánh rơi.